Tiện lợi không dây với nhiều cải tiến mới, tính linh hoạt, độ bền cao cùng với giá thành hợp lý. Đó là những đặc điểm ưu việt khi nhắc tới hệ thống thu phát không dây tọa UHF Wireless 5000. Hệ thống tọa UHF Wireless thì chúng ta sẽ có bộ thu, bộ phát và các micro không dây. Micro không dây của nhà tọa thì rất là đa dạng các mẫu mã. Và trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các model sản phẩm. Thứ nhất đó là bộ thu VKT5810. Về bộ phát thì chúng ta sẽ có sản phẩm đó là model VKM5225. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một sản phẩm về bộ phát đó là VKM5325 kèm micro không dây. Ở đây thì mình sẽ có là mic gài ve áo và mic gài đầu. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một sản phẩm đó là mic gài đầu và có model là IPM5000H. Và bên cạnh mình nữa đó là một sản phẩm mic gài đầu. Thì sản phẩm này có model đó là IP4000H. Và lần nữa chúng ta sẽ cùng test thử cái âm thanh và hiệu năng của các sản phẩm này nhé. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua các chân dung sản phẩm mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết từng sản phẩm. Khi tìm hiểu về bộ thu của nhà toa thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm nổi bật, đó là sản phẩm bộ thu VKT5810 có thể kết nối với 16 kênh UHF. Ngoài ra thì chúng ta còn có sản phẩm là bộ thu VKT5805 có khả năng kết nối lên tới 64 kênh UHF. Dòng VKT của nhà toa thì có rất là nhiều tính năng nổi bật. Đầu tiên chúng ta không thể không nhắc tới đó là khả năng xử lý tiếng ồn và mang lại âm thanh trong trẻo. Khi các bạn kết nối một thiết bị với bộ thu này thì cái âm thanh các bạn thu được sẽ không khiến các bạn thất vọng. Và lát nữa thì chúng ta sẽ cùng test thử âm thanh để xem nó như thế nào nhé. Một đặc điểm nổi bật của dòng VKT được người dùng đánh giá rất là cao, đó là khả năng tự động dò kênh và quét tần số tự động, giúp cho các bạn có thể sử dụng và kết nối vào các bộ phát một cách dễ dàng. Và ngay bên cạnh mình đây chính là một sản phẩm điển hình của dòng VKT, đó chính là VKT5810. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá về cấu tạo cũng như là công năng của sản phẩm này nhé. Như các bạn có thể nhìn thấy thì ở hai bên của sản phẩm là hai chiếc anten. Thì anten sẽ có ký hiệu là A và B. Tiếp theo đó là nút nguồn với ký hiệu là Power. Bên cạnh nút nguồn là phím volume để dùng để điều chỉnh âm lượng của tín hiệu đầu ra. Tiếp theo là phím Set và Next giúp để đặt và chọn cũng như điều chỉnh chế độ kênh. Ở đây thì mình có núm SQ với tác dụng đó là tăng giảm cường độ thu sóng. Và bên cạnh núm SQ đó là đèn báo trạng thái của tín hiệu và pin. Và quay về mặt sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ có các cổng đầu vào. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về cổng đầu vào. Đầu tiên đó là cổng điều khiển IO. Tiếp theo đó là đầu vào nguồn DC in 12-18V 130mA. Và ở đây là cổng kết nối chuẩn XLR cân bằng. Tiếp theo đó là cổng kết nối chuẩn TRS
6.3 ly không cân bằng. Và cuối cùng đó là cổng mix-in không cân bằng. Vừa rồi là những thông tin cơ bản và những phím chức năng mà mình giới thiệu đến các bạn của sản phẩm bộ thu VKT5810. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng khám phá một sản phẩm rất là thú vị, đó là bộ phát UHF VKM5225. Như các bạn có thể thấy thì sản phẩm mình đang cầm trên tay rất là nhỏ gọn và thiết kế rất là tinh tế đúng không? Với một màu đen nhám và chất liệu thì chống xước cao. Vì vậy mà chúng ta sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài nhưng mà cảm giác là lúc nào cũng như mới. Có một đặc điểm rất là nổi bật và cũng rất là thú vị của sản phẩm này, đó là cái phần pin. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem luôn. Các bạn có quan sát thấy không ạ? Như các bạn quan sát thấy ở đây thì chúng ta chỉ cần một viên pin với công suất là 1.5V là chúng ta có thể sử dụng thiết bị này rồi. Khác với các loại pin khác là thường chúng ta phải sử dụng 2 đến 3 viên pin đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ lắp thử luôn một viên pin để cho các bạn thấy nhá. Rất là đơn giản và gọn nhẹ, chỉ cần một viên pin 1.5V như thế này là chúng ta có thể vận hành thiết bị. Và khi cầm cái sản phẩm này, mặc dù là có pin rồi nhưng mà mình có cảm giác là nó rất là nhẹ, nhưng mà cũng không kém phần chắc chắn, rất là phù hợp với cái nhu cầu như là chúng ta dùng để trong các cuộc hội thảo, diễn thuyết hay thậm chí là biểu diễn âm nhạc, phù hợp với nhiều đối tượng và nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Và trông nhỏ gọn như thế này thì các bạn có thể đoán được trọng lượng của sản phẩm không? Trọng lượng thực tế của sản phẩm chỉ là 180g, rất là nhẹ. Và như các bạn có thể thấy thì dù nhẹ như thế nhưng mà về chất lượng âm thanh thì vô cùng cực đỉnh. Và lát nữa thì chúng ta sẽ cùng test âm thanh của sản phẩm này như thế nào nhé. Và một chiến binh tiếp theo trong hệ thống tọa UHF Wireless 5000 đó chính là sản phẩm bộ phát VKM5325. Mình cầm trên tay đây chính là bộ phát UHF và mình cảm giác là một cái sản phẩm nó rất là nhẹ. Theo mình biết thì cái này chỉ tầm khoảng 20g đã bao gồm cả cáp, rất là nhẹ đúng không? Vì vậy mà giúp cho chúng ta trong cái việc sử dụng rất là thuận tiện, đơn giản, linh hoạt và không phải lo nghĩ quá nhiều là chúng ta đang mang một thiết bị ở trên người. Sản phẩm này thì chúng ta có thể kết nối linh hoạt với rất nhiều loại micro khác nhau. Và ở đây thì mình có micro gài áo và chúng ta có thể kết nối với sản phẩm này một cách dễ dàng bằng cách đó là cắm vào đây. Và khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần cắm vào và chúng ta xoay nút ở đây là xong. Và với mình thì cái việc xoay nút như thế này thì đây là một cái thiết kế rất là thông minh. Thì xoay nút như thế này sẽ giúp cho chúng ta là giữ chắc cố định của việc kết nối và để tránh cái việc là dây sẽ bị lỏng và khiến dẫn đến là tình trạng chất lượng âm thanh sẽ bị rè hoặc là bị vỡ tiếng. Để nói về hiệu suất làm việc của sản phẩm này thì các bạn có thể ngờ được là chỉ với một viên pin 1.5V lắp ở đây thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm lên tới 13 giờ đồng hồ và giúp cho công việc của chúng ta diễn ra một cách thuận lợi mà chúng ta không phải nghĩ là phải thay pin hay là phải sử dụng với những thiết bị khác quá nhiều lần. Một trong những tính năng nổi bật của sản phẩm này nữa mà chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ thì mới có thể để ý được đó là khi mở cái khay pin ra thì ở phần bên trong này chúng ta còn có cái chức năng switch chuyển kênh, sẽ bao gồm là bank và channel, và chúng ta có một công cụ chuyên nghiệp để chúng ta điều chỉnh cái nút này. Và lát nữa thì chúng mình sẽ làm cho các bạn xem. Ngoài ra thì ở đây mình còn có đó là micro gài đầu IP5000H. Như các bạn thấy thì cái thiết kế rất là trang nhã và rất là đẹp đúng không? Còn đây chính là mic gài đầu IP4000H với thiết kế màu đen rất là trang nhã và tinh tế, sử dụng được cho nhiều nhu cầu và các không gian khác nhau. Về ngoại hình và khả năng kết nối thì không còn phải bàn cãi nữa đúng không? Nhưng mà chất lượng âm thanh của sản phẩm này như thế nào? Các bạn hãy cùng chờ đón nhé! Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua với các bạn về hệ thống toa UHF Wireless 5000 với các sản phẩm nổi bật. Và để test âm thanh chất lượng cũng như là những cái hiệu ứng của bộ sản phẩm này thì chúng ta hãy cùng đi vào phần tiếp theo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test âm thanh của hệ thống không dây 5000 của nhà toa. Và như các bạn có thể thấy thì lát vừa rồi thì chúng ta đã được review về ngoại hình cũng như là các chức năng của các sản phẩm này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test tiếng của nó xem như thế nào nhé. Không biết là các bạn có nhận ra là cái âm thanh mà mình đang nói đến các bạn chính là từ cái thiết bị mà mình vừa giới thiệu không? Ok, thì vậy là mình đang dùng nó là cái bộ phát VKM5325 và kết nối với bộ thu VKT5810. Và thiết bị mình đang sử dụng ở đây chính là bộ mic cài đầu IPM5000H. Và các bạn thấy cái chất lượng giọng nói ở đây như thế nào ạ? Rất là trong, rõ ràng và
không bị rè hay là không bị những cái tiếng sẹt sẹt khó nghe mà chúng ta vẫn sợ khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ một bộ mic nào, đúng không? Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang test một thiết bị khác, đó là bộ phát không dây VKM5225 nhé. Alo, alo. Các bạn có nghe thấy âm thanh mình đang truyền đạt tới các bạn không ạ? Đây chính là cái âm thanh chân thực mà mình đã kết nối với cái bộ thu VKT5810 và kết nối với một bộ mixer khác. Và cái âm thanh cho ra thì các bạn cảm thấy như thế nào? Rất là trong, rõ ràng. Từng cái từ mình phát âm ra thì đều nghe rõ, đúng không ạ? Và một trải nghiệm mà mình đang cảm nhận được đó là mình cầm cái mic này thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ và cái chất lượng âm thanh nó truyền tải rất là tốt, vì thế mà nó giúp cho mình cảm thấy rất là hài lòng và cảm giác là tự tin hơn nếu như mà chúng ta đang thực hiện trong một cái buổi thuyết trình hay là một buổi thảo luận nào đó. Như vậy là chúng ta vừa được trải nghiệm cái chất lượng âm thanh cũng như là những cái thông tin về hệ thống thu phát không dây tòa UHF Wireless 5000. Và như các bạn có thể thấy thì cái chất lượng âm thanh mang lại thì rất là rõ ràng, trong trẻo, khả năng chống ồn, chống rít rất là tốt. Vì vậy mà chúng ta có thể ứng dụng trong rất là nhiều không gian khác nhau, từ các cuộc họp cho đến các không gian rộng lớn như là nhà hát hay là nhà thờ. Vừa rồi chúng ta đã được trải nghiệm các hệ thống thu phát không dây. Thực sự rất là chân thực và thú vị, đúng không? Trong mỗi video thì chương trình audio luôn muốn mang tới cho các bạn những thông tin bổ ích cũng như trải nghiệm thú vị nhất. Nếu như các bạn còn câu hỏi lăn tăn nào thì hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 hoặc để đặt hàng hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.